Chào mừng anh chị đến với kênh của Xe đạp Toàn cầu. Trong video này, em giới thiệu và cập nhật chi tiết tới anh chị siêu phẩm đua Sava Coronado bản 2021. Vâng, Sava Coronado bản 2021 đang có 4 màu. Đó là màu đỏ, màu đen, màu xanh thiên thanh và màu xanh lục bảng. Và đang có 2 size, đó là size 47 và size 51, đó là size full. Vâng, anh chị có thể thấy ở bản 2021 đối với màu xanh lục bảng này đã được nhà máy làm rất là tinh tế đến chất lượng sơn. Vâng, anh kim phản quang. Anh chị có thể thấy này, từng góc cạnh có sự thay đổi màu, góc nhìn khác nhau. Có thể gọi chiếc Corrado này là bản đổi màu cũng được anh chị ạ. Vâng, rất đẳng cấp. Và từng màu sắc thì em sẽ làm review cập nhật chi tiết tới anh chị. Trong video này em sẽ giới thiệu chi tiết tới anh chị Sava Corrado bản 2021 màu đen. Sava, thương hiệu của Đức, đang dẫn đầu về dòng xe đạp carbon. Và với Sava Corrado đã rất là nổi tiếng với thiết kế khung. Đây là xu hướng từ năm 2020 của dân châu Âu rất là ưa chuộng. Và cái kiểu thiết kế khung này cực kỳ đẳng cấp và rất khỏe khoắn, nam tính mạnh mẽ luôn. Và đây là chiếc màu đen Sava Corrado bản 2021 với cấu hình full carbon gồm khung, càm, cọc yên, tay lái, vành bằng carbon. Và Sava sử dụng sợi carbon cao cấp Mark T800 của nhà máy Touareg Nhật Bản, sản xuất ra những siêu phẩm xe đạp đua, trong đó có Sava Corrado đây. Cọc yên bằng carbon, cọc yên của hãng Clark. Vâng, ở Sava Corrado được thiết kế một cái khóa cọc yên cực kỳ tinh vi và tinh tế luôn ạ. Vâng, rất tinh tế, khóa nằm âm trong khung và chỉ có một cái lỗ để, đây là khóa ốc để khóa cái cọc yên chắc chắn cho xe. Yên sử dụng yên Physics, một chiếc yên cao cấp, một chiếc yên đắt tiền của hãng Physics. Và Physics là một cái hãng chuyên sản xuất yên xe đạp thể thao cao cấp và một cái hãng, một thương hiệu của Italia. Phô tăng bằng nhôm của hãng Kara, tay lái bằng carbon, tay lái được thiết kế theo dạng dẹt, dạng cánh, khí động học. Toàn bộ cáp được âm trong tay lái và âm trong khung. Vâng, chất lượng tinh tế đến từng chi tiết đối với chiếc Sava Corrado này. Cặp vành bánh sử dụng cặp vành bánh với vành nhôm, xin lỗi anh chị, với vành carbon cao 5cm, nan hoa bằng thép và chân non nan hoa bằng inox. Sử dụng cặp Meyer đùm bạc đạn của hãng Novatec. Và lốp sử dụng lốp Continental Ultra Sport 700x25. Và vành carbon nan hoa bằng thép. Meyer sử dụng Meyer của hãng Novatec. Rất trơn và trớn đây, anh chị có thể thấy này. Em quay rất là nhẹ thôi anh chị nhé. Quay rất là nhẹ thôi. Và rất trớn mà nhịp lỏng thì rất là to. Nhịp lỏng rất to. Rất trớn, đây là chiếc màu đen. Và rất sang trọng luôn. Đối với Corrado thì chiếc khung này đang có size 47 và size 51. Size 47 thì phù hợp với người dùng có chiều cao dưới 1m65 và size 51 thì sự phù hợp với người dùng có chiều cao từ 1m65 trở lên. Vâng, và phần tiếp theo đó là bộ chuyển động của chiếc Corrado này đang được trang bị bộ chuyển động cao cấp của hãng Shimano, đó chính là Shimano 105R7000. Và Shimano 105R7000 chạy full loop gồm tay đề lắc, phanh trước, phanh sau, gạt đĩa, gạt líp, líp đùi đĩa Shimano 105R7000. Và cái loop này thì hiện tại đang rất là khan hiếm trên thị trường và tăng giá rất nhiều. Từ cái thời điểm Covid năm 2020 đến nay thì do dịch bệnh thì ảnh hưởng đến rất là nhiều ngành sản xuất, trong đó có ngành xe đạp, và nhiều nhà máy Shimano trên thế giới phải đóng cửa do dịch bệnh Covid chưa kiểm soát được. Và những cái bộ chuyển động và tồn kho thì đã được đấu giá, và đấu giá thì chắc chắn giá thành sẽ tăng lên. Cái thứ hai, hiện tại thì do Covid thì nguồn nhân lực sản xuất thiếu hụt, cũng như là nguyên vật liệu sản xuất cũng thiếu, điểm này cũng tăng giá. Thứ ba đó là sự biến động của tiền tệ, lên tăng. Thứ tư đó là vận chuyển. Và hiện tại do Covid thì không có hàng đối lưu, đâm ra là từ vị trí này đến vị trí kia không có hàng chuyển đi, không có hàng chuyển về,
và không có hàng đối lưu, cho nên là giá vận chuyển tàu biển tăng rất nhiều luôn, tăng rất cao. Đấy là riêng về bộ truyền động, và đặc biệt những cái bộ truyền động Shimano 105R7000 này được sản xuất tại Nhật Bản thì càng khan hiếm hơn, càng khan hiếm hơn. Hiện tại như em được biết thì hãng Shimano đã không nhận đơn hàng mới trong năm nay, do đã nhận full đơn từ các nhà máy rồi, và hãng Shimano thì hiện tại đang cung cấp mà những cái bộ truyền động cao cấp này cho 6 nhà máy xe đạp thể thao trên thế giới, trong đó có hãng Sava. Vâng, với thương hiệu uy tín của mình, Sava luôn đảm bảo có những bộ truyền động cao cấp này trang bị cho những siêu phẩm xe đạp đua, xe đạp địa hình của mình và cung cấp tới người sử dụng trên toàn thế giới. Vâng, Sava Corrado full carbon và full Shimano 105R7000 rất đẳng cấp đây. Em vừa cập nhật tới anh chị bản 2021, đây là chiếc màu đen. Và những màu tiếp theo em sẽ làm chi tiết từ màu sắc để anh chị xem chi tiết từ màu sắc được dễ hơn. Vâng, anh chị đừng quên đăng ký kênh Xe đạp Toàn cầu. Em luôn cập nhật những video mới, những sản phẩm mới, những bản mới. Và qua những video này, anh chị nắm bắt được những thông tin về sản phẩm mới từ kênh Xe đạp Toàn cầu dễ dàng hơn. Và một lần nữa cảm ơn anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.